Xin chào mừng tất cả anh em đang đến với kênh YouTube của Lê Khoa Audio. Và hôm nay tiếp tục phục vụ anh em những cái món hàng độc lạ. Thì Khôi giới thiệu với anh em cặp loa đến từ một hàng rất là quen thuộc và rất là cổ điển. Đó là loa Tích anh em nha. Tích thì là của Nhật nhá. Và sau này một số dòng sản phẩm thì được hãng Tannoy ủy quyền để hãng này phát hành, có nghĩa là sắp là công bố á, là có nghĩa là làm đại lý phát hành á nha. Thì tuy nhiên thì cặp loa này là cặp loa cổ nha, cho chính hãng sản xuất. Khôi chỉ giới thiệu thêm một vài cái thông tin để anh em cùng nắm được anh em nha. Thì cũng chia sẻ với anh em là đang quay clip thì trời đổ đầu mưa, trời đổ mưa thì nó sẽ có thêm cái tiếng ồn. Trong lúc quay clip thì test nhạc thì rất là mong anh em thông cảm và nhớ đeo tai phone vào để mình nghe được phần nào đó nó chi tiết hơn, nó ổn định hơn anh em nha. Rồi như thường lệ thì Khôi sẽ quay cái phần hình thức trước cho anh em xem nha. Thì cặp này được thiết kế là thùng gỗ làng anh em nha, thùng gỗ làng rất đẹp. Đặc biệt là Khôi rất là thích những cái cặp loa cổ thùng gỗ làng thì nó đúng cái sở thích của Khôi nha. Rồi và bên cạnh đó thì một cái lưới này thì tí Khôi sẽ tháo ra anh em cùng xem nha. Đây cái lưới này là lưới rời này, mới nhìn thì cứ tưởng đâu là đây là một cái phần của loa nhưng mà là lưới rời nè. Bây giờ Khôi sẽ tháo ra nha, Khôi để máy xuống cho nó tiện. Đây Khôi sẽ quay máy này, đưa máy gần hơn anh em cùng xem này. Lưới rất là đẹp anh em nha. Đó, nhìn ấn tượng cái lưới nha. Hai cái tem còn này, đó, rất là đẹp. Lưới này là lưới nhựa này, bọc bọc một cái lớp bố và được dập ha, dập theo ô. Bây giờ Khôi lật xuống anh em cùng xem bên trong. Đó, anh em ha, rất đẹp ha. Rất tuyệt vời. Bên này cũng vậy. Ok ha. Đó. Nói chung là Khôi quay rất là cần cần chi tiết, rất mong anh em xem hết clip để mình theo dõi rõ kỹ về đôi loa, về sản phẩm mình cũng muốn mua anh em nha. Đây Khôi sẽ nói về cặp loa này, loa Tích LS380 nha. Thì đầu tiên là về cái ngoại hình thì nó tương đương với JBL 100 Century, thiết kế thì ba bát thẳng hàng và hai tinh chỉnh, nói chung là y chang như là như vậy. Thì bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần hơn để mình xem chi tiết từng cái tuyến loa một. Loa còn rất đẹp anh em ha, và đặc biệt là anh em nhìn này, cái màng nhún rất là sâu đó, nhún sâu thì nó sẽ ra được tiếng bass anh em nha. Rồi gân này là gân gân zin luôn đó, rất là hiếm có những cái cặp loa mà còn gân zin ha. Rồi tiếp theo là mid, mid là mid râu lồi này nè, mid râu lồi. Thì tiếp theo là một cái chép ha, đây chép đôm và hai cái tinh chỉnh, hai Ranger là chỉnh chép, còn là mid Ranger là chỉnh mid nha. Ok, thì tương tự bên này loa còn rất đẹp, tuy nhiên là có một cái mũi nó bị dập nha. Những cái phần này không đáng kể nên Khối quyết định là không làm nha, không có làm lại nha, và để nguyên bản cho nó luôn. Và mấy con ốc này Khối có tháo thử nhưng nó hơi cứng nên Khối không tháo luôn nha. Đó, chủ yếu là loa zin và đẹp. Và bên cạnh đó là một cặp loa rất là hiếm có nè. Model này nghe theo Khối đánh giá là rất hay, hay hơn trong tầm tiền á nha. Tầm tiền. Đây Khối đang quay thêm một lần nữa anh em nha. Đó. Một lần nữa để anh em cùng xem. Và bây giờ thì Khối sẽ đưa máy ra sau ha. Đây này mình đang xem các cái góc cạnh của tuyên loa ha, khá đẹp. Đó. Rồi, Khôi đã quay cái loa ra phía sau ha, và Khôi sẽ quay tháo cái đít nó rồi để anh em cùng xem cái độ khủng khiếp của cặp loa này anh em nha. Rồi, đây mình sẽ xem cái mặt sau này. Loa còn rất đẹp anh em, tem cơ đầy đủ ha. Đó, 50W 8 ôm. Thì sẽ có nhiều anh em hỏi là tại sao nó chỉ có 50W, tại vì báo với anh em là đây là dòng loa nén nha, dòng loa nén loa cổ nên công suất này là ok nha. 8 ôm rất là dễ ghép âm ly. Còn dưới này thì các cái thông số, cái tem thì mình không quá nhiều, không cần quan tâm quá anh em nha. Rồi tương tự bên này cũng vậy, còn rất đẹp.
rất đẹp, rất tuyệt vời ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái phần bên trong. Thì cái dòng này được thiết kế là cái củ Anicon này, Anicon nên cho cái tiếng bass rất là nồng, rất là sâu ha. Đó, ok đây này. Nó để là 8 ohm 50W. Thì thật sự là ở trên cái tem này để 8 ohm 50W này, có nghĩa là đây là thực tế anh em ha, thực tế chưa khuyết đại. Khi mình khuyết đại lên thì công suất nó sẽ hơn nữa. Rồi đây bên này là hai cái cốt server này anh em. Còn đây là chắp đôm này, chắp đôm. Còn cái cụ này là được bọc lại rồi, nhưng mà Khôi thì Khôi thấy ở trên mạng là cụ móng anh em nha. Cái cụ này là cái cụ mít, cụ mít rất là to ha. Nó bấm lại là Khôi không tháo ra nữa, tại vì nó là nguyên zin nên không tháo ra nữa nha. Rồi ok, còn cái phần cuối cùng là cái bộ phân tần. Dòng này dòng cổ nhưng mà bộ phân tần rất là đẹp, rất là gấu anh em. Đây đầy đủ ha. Đó. Nè đầy đủ ha, đây anh em ha. Đó. Ok thì đây Khôi đang quay nhưng mà máy nó không rõ. Rất đẹp, rất tuyệt vời, là nguyên bản nguyên zin từ A tới Z luôn anh em nhé. Rồi ok, Khôi đã quay xong ha. Bây giờ thì Khôi sẽ test nhạc để anh em mình cùng nghe thử. Thì với cái thông số này anh em có thể ghép với một con âm ly xuất tù nhỏ, hoặc ghép đèn thì đều đánh được em nha. Rồi bây giờ mời anh em cùng với Khôi nghe thử chất âm. Thành phố cũ người
Rồi, Khôi xin phép kết thúc clip ở đây. Thì vừa test nhạc xong thì trời cũng đã đổ mưa anh em ha. Mùa này Sài Gòn cũng mưa lin min. Thì cuối clip thì Khôi có một vài cái nhận xét như thường lệ, cũng như là để tư vấn anh em dễ hiểu và hình dung để mình lựa chọn cho mình một cái bộ dàn thật là hợp lý anh em nha. Thì đây là một cặp loa rất là hiếm có trên thị trường, mặc dù nó giá rất là rẻ, nó không quá mắc anh em nha. Thì anh em nào thật sự mà yêu thích những cái món đồ độc lạ, đồ cổ, ngoài cái việc nghe thì mình còn thêm có cái giá trị sưu tầm, thì hãy liên hệ với Khôi để anh em mình cùng trao đổi. Thì cái cặp loa này là thuộc dòng loa cổ, nó công suất nó không quá lớn nhưng mà nó đều thể hiện được tốt, bát nó cũng sâu và mềm. Bên cạnh đó thì chắp đôm và mít giấy nha, mít thì cổ móng. Thì nó sẽ cho hài hòa tất cả các giải, cùng với đó là hai cái tinh chỉnh có server để phục vụ cho anh em trong cái việc nghe nhạc vàng. Tùy theo cái loại nhạc mà mình có thể chỉnh cái độ mọc, độ vang của nó anh em nha. Rồi thì cái mức giá để anh em tham khảo cặp này là hơn 10 triệu. Rất là xin lỗi anh em là vì lý do tại sao mà Khôi không có báo thực tế, báo đúng giá chuẩn, mà là để cái mức giá tham khảo. Thì tại vì cặp này cặp loa hiếm, phải tìm đúng chủ nhân của nó để sở hữu và để sưu tầm anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc tất cả anh em một ngày tốt lành. Anh em nhớ đăng ký kênh của Lê Khôi Audio để cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất mà Khôi đăng tải hàng ngày, cũng như là để ủng hộ cho kênh của Khôi ngày càng được phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.